ít nhất 45 người, hầu hết là khách du lịch từ Bắc Macedonia, đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt bốc cháy trên đường cao tốc ở phía tây quốc gia châu Âu Bulgaria. Quan chức Bộ Nội vụ Bulgaria Nikolai Nikolov nói với đài biên tập viên rằng 7 người sống sót đã được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Sofia để điều trị bỏng. Phía bệnh viện cho biết 7 người sống sót này đã nhảy ra khỏi chiếc xe buýt đang bốc cháy, sức khỏe của 7 người vẫn ổn định. Ông Nikolov cho biết ít nhất 45 người, trong đó có 12 trẻ em, đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt bốc cháy. Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Struma, cách thủ đô Sofia khoảng 45 km về phía tây vào khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 11 giờ địa phương, có khoảng 53 người trên xe. Các quan chức Bulgaria vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chiếc xe buýt dường như đã đâm vào hàng rào cao tốc nhưng không rõ trước hay sau khi bốc cháy. Thủ tướng lâm thời Stefan Janip nói, đây là một thảm kịch. Bộ trưởng Nội vụ Boyko Raskov cho biết, khung cảnh thật kinh hoàng, tôi chưa từng thấy điều gì tương tự trước đây, mọi người ở bên trong bị cháy thành tro. Giám đốc cơ quan điều tra Boris L. Safarov cho biết có 4 chiếc xe buýt từ Bắc Macedonia đã đến Bulgaria vào cuối ngày 22 tháng 11. Ông Safarov nói, hai nguyên nhân ban đầu có thể là lỗi của tài xế hoặc lỗi kỹ thuật.